từ nào giờ tao làm từ thiện không? Tao chưa bao giờ xúc phạm ai để bị đi tù. Sikia chen chang han hu ga ru han hu di ne yo ma na chai ku chi ne ku chi pu se o ye mu chen ne ge ko ga sun ba lo tang sin ya ko ga te rum tang sum nu pu chi cho su si mi ta. Tao đố bà dám dùng tiếng Hàn, bà gửi bà chửi bọn Hàn ở bên Hàn đấy. Tao đố bà dám lên TikTok bà khè bọn Hàn đấy, giống như bà khè bà Hằng đấy, nói về viên kim cương đấy. Bà dùng tiếng Việt nên là người Việt người ta chửi bà thôi là đúng thôi. Mới đầu thì bà nghĩ là bà là người bà định thể hiện, bà là người hiểu biết về kim cương, ai ngờ bà phèn. Bà phèn, bà kém hiểu biết nên người ta chửi bà. Bây giờ bà căng cái gì? Tự nhiên đi khè người ta thì bây giờ bị người ta chửi cho thì là đúng thôi. Ai bảo đi khè á? Hoa hậu hoa hè á? Còn đâu bà đi từ thiện ai là việc của bà? Bà đi khè người khác bảo phải chịu. Đéo hiểu làm sao ấy. Con Ngọc Trinh nó mua cái kính pha kè đấy, còn bị nhãn hàng nó phốt. Mà bà Hằng bái chơi kim cương đến toàn trăm tỷ nghìn tỷ, mà chưa có nhãn hàng nào nó lên nó phốt bà ấy dùng đồ pha kè hay là dùng đồ nhái nhỉ? Bây giờ tao chỉ chờ hóng xem có nhãn hàng nào nó lên nó phốt bà ấy thôi chứ. Hóng đến cả năm nay rồi lâu quá. Đến Ngọc Trinh ấy, nó mua mỗi cái gương đấy, còn bị phốt là dùng đồ pha kè ấy. Mà của bà ấy kim cương cả rổ đấy, kim cương cả trăm tỷ, chục tỷ thế, dùng pha kè bọn nhãn hàng chả nhẽ nó lại không phốt. Tao chỉ hy vọng là nó phốt bà ấy một cái thôi. Chờ mãi nhãn hàng mà không thấy đứa nào phốt cả. Đấy, đồ pha ke thì nào mà nhãn hàng mà nó chả biết, nổi tiếng thế cơ mà, đúng không?